Tập 6. Ta có chuyện muốn hỏi người. Người nói thật đi. Thật ra hai người là ai? Đúng rồi, nói đi. Người có phải là Khâm Phạm triều đình không? Ta thấy hai người chính là Khâm Phạm. Chúng ta thật sự không phải là Khâm Phạm triều đình. Khâm Phạm triều đình có đẹp trai như chúng ta không? Còn nói đẹp trai nữa sao? Các vị tỷ tỷ, tại hạ với huynh trưởng gặp nạn đến đây lên nhằm bảo thuyền, đã đắc tội rồi. Nhưng xin các vị tin tưởng chúng ta là người tốt. Mong các vị tỷ tỷ bỏ qua cho chúng ta xuống thuyền. Người nói nghe dễ thật. Chỉ là một câu nói này thì bọn ta sẽ cho người đi sao? Người không nói rõ ràng thì đừng hòng xuống thuyền. Hảo tỷ tỷ, nếu chúng ta thật sự là người triều đình muốn bắt, các vị giữ chúng ta lại không cho đi, không phải là rước quả vào thân sao? Thấy chưa, hắn cũng đã khai rồi. Người có nhận không? Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không còn gì để che giấu nữa. Chúng ta chính là người quan phủ muốn bắt. Nhưng chúng ta bị quan. Sao hả? Người định kể chuyện trong tuồng hát với ta sao? Các người là người tốt à? Người tốt như thế nào? Gian thần đương đạo, trung lương bị hại. Chuyện như vậy ta nghe nhiều và thấy nhiều rồi. Chúng ta chính là cô nhi triệu võ của triệu thị đó. Chuyện này có thật không? Chúng ta thật sự là hậu nhân trung lương mà. Vậy đồ ngạn giả là ai? Đồng đại bảo của triều đình đương kim. Đồng đại bảo hả? Chính là đồng đại bảo quyền khuynh triều giả kia sao? Tỷ tỷ quả là người thông minh tuyệt đỉnh. Thân thế của hai huynh đệ này đúng là dở công nhi triệu thị sống đó. Người là hậu nhân của ai? Binh bộ thị lang Lục Trung Vũ. Còn hắn, cha hắn là cậu của tại hạ Thích Kế Hoa. Dựa vào đâu để ta tin ngươi? Tại hạ xin thề, mỗi câu nói của tại hạ đều là sự thật. Ngồi xuống. Muốn ta tin ngươi cũng được, nhưng ngươi có chứng cớ không? Chứng cớ có không? Đồng chí, nhanh lên. Chuyện gì? Quyết thư? Không được. Chuyện đến nước này rồi, chứ còn cách đưa ra cho họ xem thôi. Huynh là biểu ca của đệ đó. Xin đệ mà. Nè, tỷ xem đi. Tỷ xem đi. Sao vậy? Đây là thật đó. Hắn đúng là hậu nhân trung lương. Mama, bên ngoài có một đám bộ khoái muốn vào đây lục xét. Như vậy thì phải làm sao? Làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. À Hương, muội ra cản họ lại đi. Còn hai hòa thượng kia thì sao? Trước tiên chúng ta hãy giấu họ đi. Chỗ nhỏ bé này giấu ở đâu đây? Tỷ tỷ, xin trả quyết thư lại cho đệ. Này đàm chí, đệ đừng làm bậy nha. Chúng ta không thể liên lụy đến người khác đi. Người khoan đi đã. Chúng ta nghĩ cách rồi hãy tính đi. Đúng rồi, trang điểm cho họ đi. Đúng đúng, có tỷ muội mau trang điểm cho họ đi. Đúng, được đó. Này, đừng. Đi thôi. Đừng hoảng hốt. Chúng ta thu xếp đồ đạc trước đi, có được không? Được. Nhanh lên, động tác nhanh lên nào. Nhanh lên. Mama, để con ra ngoài canh giữ nhé. Hồng Liên, Bạch Hà, các con suy nghĩ kỹ chưa? Bọn họ là Khâm Phạm triều đình đó. Nhưng họ cũng là hậu nhân trung lương mà. Dù sao chúng ta cũng không thể tiếp tay cho kẻ ác. Hà muội nói đúng. Tuy nữ nhi Hồng Thuyền chúng ta bị mọi người cho là hạ tiện, nhưng cũng là con cháu hiền lành trước Phật tổ. Nữ nhi có tình có nghĩa. Con thấy chuyện này chúng ta không thể bỏ mặc không lo. Cố quân tử, mặc đại hô dữ, nhân vi thiên giả. Đã lúc nào rồi mà muội còn nói năng nho nhã? Chỉ sợ nguy hại đến đại sự kinh doanh của Hồng Thuyền chúng ta. Mama đừng sợ, bất quá chúng con không hát tuồng nữa. Đúng vậy mama, cho dù bây giờ mama có giao họ ra, e rằng chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức đó. Đúng vậy.
Mama đừng phiền lòng nữa, Mama vào giúp một tay đi. Được rồi chứ, cầm lấy đi. Trang điểm cũng giống lắm đấy. Tiểu nương tử, thôi đi. Này, ngươi không được vào, tỉnh ra. Chẳng lẽ hồng thuyền của các ngươi là hậu qua diêu của dạng Tuế gia sao? Sao, ngay cái việc công của lão cũng ngăn cản à? Tuy hồng thuyền chúng ta không phải là hậu qua diêu của dạng Tuế gia, nhưng chưa đến lượt hạng người như người lục xét đâu. Ta không rảnh tranh cãi với người. Sau khi ta tìm được khâm phạm mới tính sổ với người sao? Xét. Ra ngoài hết đi. Ra ngoài, ra ngoài. Nhanh lên, nhanh lên. Ra ngoài. Báo cáo đại nhân, bên trong không lục xét được gì cả. Hồng thuyền các người tổng cộng có bao nhiêu người? 16 người. 16 người. Nhân số còn kém xa lắm. Chúng tôi có vài tỷ muội bị bệnh về nhà, có vài tỷ muội ra thị trấn mua sắm vật dụng còn. Được rồi, được rồi. Các người có che giấu đàn ông không? Không có, không có à. Sao vậy? Ngươi còn muốn tỉ mũi ta cởi hết y phục để ngươi kiểm tra nữa sao? Cái gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu lão muốn ngươi cởi thì ngươi phải cởi. Con chó điên này từ đâu đến vậy? Nhổ nước bọt vào người ngươi. Ngươi còn không biết phải làm gì sao? Ngươi mắng ta đó à? Mắng người thì sao chứ? Người khác ta còn không thèm mắng đó. Ngươi đâu? Cởi hết y phục của họ ra cho ta. Dạ. Mời Vưu đại nhân. Vưu đại nhân đến. Vưu đại nhân, tìm huynh có chuyện gì? Có người ăn hiếp hà muội của huynh đó. Huynh nhìn kìa, còn khóc nữa đó. Bạch hà muội muội, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vưu đại ca, huynh muốn xét thì cứ xét. Sao lại phái súc sinh đến đây buộc bọn muội phải cởi hết y phục cho hắn xem mới được? Cái gì? Đại nhân, đừng nghe cô ấy nói bậy. Ta hỏi các người, ai bảo các người lên đây xét? Đại nhân không phải dặn bọn tiểu nhân hỏng thuyền này cũng phải lục xét sao? Ta bảo các người lục xét cho kỹ, chứ không bảo các người lên thuyền xét mà. Điều này còn không mau cút đi. Dạ. Đi. Dạ. Bạch hà muội muội, mày đừng giận được không? Tối nay hãy đến hải sản lầu, Vưu đại nhân này sẽ bày tiệc tạ lỗi. Vậy muội được ăn no, còn tỷ tỷ muội phải làm sao? Điều này dĩ nhiên tỷ tỷ cùng đi với muội rồi. Còn mama thì sao? Không có mama làm gì có tỷ tỷ muội muội. Có lý lắm. Mama và các tỷ muội cùng đi đi. Sao hả? Mọi người nghe thấy rồi đó. Vưu đại ca nói rồi, hôm nay huynh ấy sẽ đại tiệc ở hải sản lầu. Chúng ta quyết định như vậy. Quyết định như vậy nha. Vưu đại ca, sao hôm nay huynh phóng khoáng như vậy? Điều này có là gì đâu. Nếu một ngày nào đó huynh bắt được khâm phạm triều đình, huynh còn muốn mời mọi người đến thành Hàng Châu dùng món gan rồng não phụng nữa đó. Gan rồng não phụng thì muội không dám thưởng thức đâu. Được rồi, được rồi. Tối hôm nay huynh sẽ đợi mọi người ở hải sản lầu. Vưu đại ca, tại sao huynh nói đi là đi vậy? Sao vậy? Bạch hà muội muội thật lòng giữ lại sao? Muội giữ huynh lại đi làm gì? Chẳng lẽ trên hồng thuyền bọn muội không thiếu đàn ông sao? Dù hồng thuyền bọn muội có thiếu đàn ông, cũng không thiếu người như huynh đâu. Bọn muội có hai khâm phạm tiểu hòa thượng kia là đủ rồi. Được, sau khi huynh bắt được khâm phạm triều đình, huynh sẽ chiêu đãi mọi người thật tốt. Như vậy đi, mời Vưu đại ca. Vưu đại nhân đi thông thả nha, Vưu đại nhân. Có ma mới thèm ăn uống. Cảm ơn, đừng nói gì cả. Thay y phục rồi hãy nói. Được, được. Bạch hà, mau kêu hai tiểu hòa thượng nó trốn đi. Như vậy làm sao được? Sao chúng ta có thể thấy chết mà không cứu? Vậy con nói với làm sao đây? Mama, bây giờ bất kể mama có kêu họ đi, vẫn bị người ta tìm được thôi. Lúc đó chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức. Con thấy, một là không làm, hai là phải làm đến cùng. Người tốt phải làm cho trót. Ý của con là, mama, chúng ta hãy dẫn theo hai khâm phạm triều đình này bỏ đi cho xong. Như vậy nguy hiểm lắm. Mama, nên quyết định thì phải quyết định, nếu không thì sẽ rối tung. Mama, hay là chúng ta hát một tuồng tìm cô cứu cô đi.
Ta không có ý kiến gì cả, các con cứ quyết định đi. Mama, bên ngoài có rất nhiều người đang đợi xem hát đó, lần sau mới diễn. Đúng rồi, còn Vô Lệ Nhân thì phải làm sao? Điều này thì chúng ta sẽ từ biệt, không nói tiếng nào. Các con quả là rất to gan. A Hương, nhổ neo dương bờm lên đi, chúng ta sẽ ra biển hóng gió, được thôi. Đáng tiếc cho buổi tiệc hải sản này, còn có món gan rồng não phụng ở thành Hàng Châu nữa, còn có 3.000 lượng tiền thưởng của quan phủ nữa chứ. Quên hết đi, quên hết đi. Quả là hết cách với đôi tỷ muội này rồi. Quên hết đi. Mama, có phải chúng ta có thể cho thuyền khởi hành rồi không? A Hương, nơi này không ở lại, ắt có nơi ở lại thôi, khởi hành đi. Muội nghĩ tối nay Vô Đại ca của tỷ phải vui mừng uổng công mất rồi. Có Liên ca ca ở đây, muội còn cần hắn đi làm gì? Mai Hoa, nói với họ khởi hành đi. Được. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng lại. Các ngươi định đi đâu? Liên Hoa Bang phải đến nơi diễn mới rồi. Xuống thuyền ngay cho ta. Quay lại đi. Chúng ta đi trước nha. Quay lại. Mau dừng thuyền lại. Quay lại. Đi. Đi. Cảm ơn hai vị. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ cứu giúp. Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu bọn này. Ai nói là cứu các ngươi nào? Chỉ là bản thân chúng ta muốn đi thôi. Trước tiên tỷ tỷ đừng nóng ruột. Chúng ta bàn bạc với nhau đi. Bàn bạc điều gì? Đây là tiền thưởng 2.000 lượng đó. Chúng ta không thể để cho người khác đoạt mất đâu. Vậy muội nói nên làm thế nào đi? Gọi hết tỷ muội đến đây. Trói họ giải đến quan phủ để lãnh thưởng. Muội muội nói đúng. Không thể để cho Vưu Đại Nhân đoạt mất tiền thưởng của chúng ta. Đúng rồi, có tỷ muội đâu? Trói họ lại, giải lên quan phủ trị tội đi. Dạ, các vị. Các vị tỷ tỷ muốn bắt bọn này lãnh thưởng thật sao? Tiền thưởng này là 3.000 lượng đó. Người tưởng bọn này không muốn sao? Thật sự không ngờ. Đợi khi ngươi ngờ được thì đã muộn rồi. Xin các vị tỷ tỷ hành thiện tích đức. Làm gì vậy? Đứng dậy. Cho bọn này một con đường sống đi. Sau này nhất định sẽ lấy được hàng đống ông chồng tốt. Xin được hàng đống con cái mập mạp mặt. Đứng dậy. Đại cũng quỳ đi đàm chí. Quỳ đi, quỳ đi. Mama, mama thật sự còn hơn mẹ ruột của bọn này đó. Mama biết không, con với Đàm Chí đã rất nhiều ngày không được ăn cơm rồi. Mama là để tỷ muội trên hồng thuyền gọi, không phải để ngươi tùy tiện gọi đâu. Tỷ tỷ, huynh ấy không hiểu chuyện, đừng có kiến thức như huynh ấy nhé. Trái lại, ta còn muốn kiến thức như hắn đó. Vậy không gọi mama thì gọi là gì? Gọi ta là bà đi. Hiểu rồi thưa bà. Huynh, ăn đi, ăn đi. Đừng khách sáo. Mama, vậy hắn định gọi mama là gì? Tiểu hòa thượng, ngươi định gọi ta là gì? Bà. Gọi là bà thì hẹp cho ngươi lắm. Vậy thì gọi tỷ tỷ nha. Gọi tỷ tỷ thì hẹp cho tao quá. Vậy được rồi, người hãy gọi ta là mama đi. Dạ được. Như vậy thì thiệt thòi quá. Tại hạ là biểu ca của hắn, hắn là biểu đệ của tại hạ. Hắn gọi bà là mama, tại hạ thì phải gọi là bà. Như vậy là gia dế gì đâu. Ngồi xuống đi. Đúng rồi, hai vị đều là người xuất gia, có ăn mặn không vậy? Không không, tại gia xuất gia, xuất gia tại gia. Không có thịt cũng ăn được, có thịt thì sẽ tốt hơn. Nếu thêm vào đó còn có 2 ly rượu thì gọi là đủ hết rồi. Cái gì?
Hai người ăn mặn hả? Ta thấy một trong hai người chắc chắn có một người là hòa thượng giả. Chúng tôi đều là người xuất gia, nhưng không có thọ giới, cho nên hắn không ăn. Tại hạ cũng có thể không ăn, nhưng không ăn lại không nỡ không ăn. Ta thấy người cũng chỉ là vai diễn đó thôi. Tỷ tỷ, có rượu uống không? Hòa thượng này không có quy tắc chút nào. Tại sao động tay động chân với ta? Muốn ăn đòn hả? Nói cho người biết, đừng hòng lợi dụng người khác. Theo tổ quy, Liên Hoa Bang không thể để cho đàn ông qua đêm ở trên thuyền. Phía trước là bến cảng, ta thấy hay là kêu họ lên bờ đi. Bây giờ mama kêu họ đi, không phải là đưa cừu vào miệng cọp sao? Hà muội, chúng ta đã cứu họ thoát khỏi miệng cọp, tỷ thấy đường đi sau này hãy để cho họ tự đi đi. Cứu người thì phải cứu cho trót, hành thiện thì phải hành đến cùng. Cho dù có làm trái quy tắc tổ tông cũng sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Hà muội à, tỷ nghĩ chắc là muội đã thích một trong hai người họ rồi. Tỷ tỷ, tỷ quả là dùng trái tim tỷ đo lòng muội đó. Được rồi, được rồi. Tỷ chỉ sợ muội ôm đàn sang thuyền khác, bỏ rơi tỷ một mình thì cô độc lắm. Hảo tỷ tỷ, tỷ hãy đồng ý cho họ ở lại đi. Mama, cho dù muốn giữ họ lại cũng phải có lý do gì chứ. Chúng ta phải lập tức rời khỏi hồng thuyền, không được liên lụy đến số tỷ muội này nữa. Đi, nếu chúng ta lên bờ vào lúc này, chắc chắn sẽ là con cá trong rọ của người ta. Muốn đi thì để đi đi, huynh không đi đâu. Có phải huynh không nỡ điều gì không? Huynh nói thật cho đệ biết, huynh không nỡ rời xa số gia nhân hồng giang này. Chúng ta ở lại đây chỉ báo hại cho người ta thôi. Đi. Có rồi, mama. Chúng ta có thể để cho họ nam cải nữ trang, như vậy thì không làm trái với quy tắc của tổ tông rồi. Nhanh lên, qua đây, nhanh lên, nhanh lên. Này, cặp bờ kiểm tra đi. Mama thử nghĩ xem, hát tuồng của chúng ta có vở nào mà không có nam quan nữ ái không? Huống hồ Hồng Liên là người đàn ông trong gánh hát chúng ta, không những qua đêm trong hồng thuyền mỗi ngày mà đêm nào cũng ở bên cạnh con. Như vậy thì họ có sao đâu nào. Con thật là, Hồng Liên là đàn ông giả, làm sao có thể so sánh với hai người đàn ông thật đó. Lần này thì tốt rồi, hình như tỷ đó là quan nhân của Hà muội thật rồi. Không phải quan nhân, nhưng lại hơn quan nhân đó. Được rồi, được rồi, lần này chiều ý muội. Mama, trên bờ có quan binh đuổi theo. Tất cả thuyền bè đều phải cập bờ chấp nhận kiểm tra. Qua đây, qua đây hết đi. Mama, chúng ta phải làm thế nào đi? Hay là chúng ta trở về đi? Im miệng. Mama, làm sao bây giờ? Chết rồi, lần này thì phải làm sao? Có chuyện gì vậy? Hai người ở đây làm gì? Có chuyện gì vào đây nói đi. Đi nào, đi nào. Chúng tôi muốn xuống thuyền ở đây, nếu ở lại đây sẽ liên lụy đến các tỷ muội. Cứ định làm gì vậy? Người xuống thuyền, ngươi không sợ quan binh bắt giữ các ngươi sao? Đúng rồi, đừng ý mình tài giỏi nữa. Mai là gặp được bọn tỷ muội này, nếu không có người mất mạng lâu rồi. Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, các tỷ muội đã đồng ý cho các ngươi ở lại hồng thuyền rồi. Như vậy đi, có chuyện gì chúng ta lên thuyền rồi hãy nói, được không? Được, đi. Dừng thuyền lại, đang nói ngươi đó, cho thuyền cập bờ đi. A Tú, mau quay đầu lại. Dạ. Nghe rõ chưa? Dừng thuyền cập vào bờ ngay. Dừng thuyền nhanh lên. Qua đi nhanh lên. Đứng lại. Dừng lại. Đứng lại. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn các vị tỷ tỷ. Vì vậy hãy ở tạm đây đi. Tỷ chưa từng nhìn thấy đàn ông ngủ nghe họ ngáy, nghe họ nói mơ đó. Không không, không đâu. Biểu đệ thường nói mơ lắm. Đệ ấy bị dọa đến lớn mà. Khổ lớn thù thâm, không tránh khỏi chuyện ác mộng. Sao huynh biết đệ nói mơ? Sẵn nói thì nói luôn, chứ cần không bị mộng du thì không có trở ngại lớn đâu. Các vị nên đề phòng tâm cước, huynh ấy có bệnh này đó. Đệ mới bị mộng du, đó là huynh đi tiểu lúc ban đêm mà. Đi tiểu lúc ban đêm như vậy không được. Trên đó có tỷ muội đang ngủ, nếu người đi tiểu về lúc nửa đêm còn ra thể thống gì?
Không đi thì không chịu nổi đâu, chẳng lẽ muốn tại hạ đi ở đây sao? Lại nói nhảm rồi. Vậy thì người ráng nhịn đi. Ta nói quy tắc cho các người biết trước. Nếu không có chuyện gì thì các người không được tùy tiện đi lại trên thuyền, đi đây đi đó trong khoang. Nếu không có chuyện gì, không thể ở trần đi chân không, nói lời thô tục, xì hơi trước mặt các tỷ muội, các người hiểu chưa? Hiểu rồi, quy tắc ở đây gần giống như quy tắc trong tự viện. Quốc công quốc pháp, thuyền có thuyền quy, giới luật của hồng thuyền bọn này nhất định tuân thủ. Đúng vậy. Mama, như vậy là có ý gì? Như vậy thì mọi người đều yên tâm. Ý kiến của mama được lắm. Điều ta lo lắng không phải chỉ là điều này. Bỗng nhiên có hai người đàn ông đến đây, có ai biết là phước hay họa? Điều này đơn giản thôi, để Hà muội bối một quẻ hỏi ý ông trời không phải là được rồi sao? Hà muội, vậy con hãy xin một quẻ đi. Người ta còn phải ngủ nữa mà. Đừng vòng vo với ta nữa. Điều này có liên quan đến số mệnh của tỷ muội hồng thuyền chúng ta đó. Mama, tưởng quẻ dễ xin lắm sao? Điều này còn phải tắm gội, thay đổi xiêm y, tịnh thân súc miệng, thắp hương nữa đó. Để ta làm được rồi. Vậy thì để con bói một quẻ đồng tiền nha. Linh không vậy? Thành tâm ắt linh. Xong chưa vậy? Hà muội, sao hả? Đây là quẻ nhuận hạ tiểu bình. Có ý muốn nói có sợ hãi không có nguy hiểm, thật không? Nào, để xem trong sách nói thế nào. Trên này nói là thuyền đi trên sông hồ, trên bờ có được báo vật, sau này có tác dụng, quả đi phước sẽ đến. Nó có lý lắm. Hồng thuyền của chúng ta không phải đang ở gần bờ sông sao? Giả lại, hai hòa thượng này không phải bửu bối sao? Vậy hai câu sau có ý gì? Ý nghĩa trong đó rất rõ ràng, tức là muốn nói sau này họ sẽ làm nên việc lớn, tự nhiên quả sẽ đi phước sẽ đến. Vậy thì ta yên tâm rồi. Phía sau còn có câu nói nữa, mau đọc đi, mau đọc đi. Nói là người được quẻ này mua bán sẽ được lợi, cầu tài được 8 phần, quan sự cát tường, lương duyên hội ngộ. Điều này khiến ta yên tâm hơn. Hà muội, lương duyên hội ngộ là có ý gì? Thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ bất khả lộ ư? Vì ta muốn người biết, đắc tội với đồng đại bảo này là không có kết cục tốt đâu. Tiểu Ni, Đàm Chí ca ca, Tiểu Ni, nắm chặt, đừng bỏ tay ra. Mau bỏ tay ra, bỏ tay ra. Đừng mà Tiểu Ni. Không. Đàm Chí. Này, Đàm Chí. Ngủ rồi à? Ngủ rồi hả? Có chuyện gì? Để nói đi. Trong số tỷ muội trên hồng thuyền, ai là người xinh đẹp nhất? Chán Quỳnh thật đó. Quỳnh chỉ muốn biết giữa hai chúng ta ai có cái nhìn tốt hơn thôi. Thôi đi, thôi đi, ngủ đi, ngủ đi. Này, vậy để nói đi. Trong lúc họ đang hát trên sân khấu, ai là người xinh đẹp nhất? Thôi đi, thôi đi. Này, dậy đi, dậy đi, trời ơi, dậy đi. Quỳnh, Quỳnh phiền thật đó. Quỳnh có phiền hay không? Để cứ phát biểu ý kiến đi. Quỳnh. Bạch Hà thì phải. Bạch Hà hả? Còn Hồng Liên thì sao? Cũng xinh đẹp lắm. Này, Hồng Liên là người Quỳnh thích đó nha. Để không được có ý đồ đâu đó. Quỳnh đang nói nhảm gì vậy? Để thấy tiểu tử này đã có tà niệm rồi. Quỳnh không được nghĩ đến. Đi 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 đi, ngủ đi, ngủ đi.
Này, mùi vị và động phòng đệ cũng đã ném qua rồi. Sao không nghĩ bọn huynh đáng thương như thế nào? Tại sao ngay cả chút lòng thông cảm cũng không có? Ngủ thôi. Hà muội, muội sao vậy? Lúc nào cũng lăn qua lộn lại. Không biết tại sao muội không thể ngủ được. Tỷ nói cho muội biết, có tỷ ở đây, tỷ không cho phép muội suy nghĩ lung tung sáng nắng chiều mưa đâu. Này, tỷ nói đi, hai hòa thượng đó người nào trông đẹp hơn? Muội cảm thấy Đàm Chí kia hiếm khi lên tiếng, có sức thu hút lắm, có phong độ của một viên đại tướng. Quỳnh có thể yên lặng chút không? Đệ vẫn chưa ngủ sao? Dư thừa. Còn không phải bị Quỳnh đánh thức sao? Quỳnh thật sự không biết tại sao, một khi nghĩ đến trên đó có nhiều đàn bà đang ngủ thì Quỳnh không tài nào ngủ được. Liên tỷ, tỷ nghe đi, hình như họ đang ngái ngủ đó. Sao muội biết họ đang ngái ngủ? Vì trong lòng muội có một loại cảm giác. Tỷ nghĩ chắc là muội thích Đàm Chí ghê rồi. Tỷ đừng nói bậy, tính theo tuổi, có lẽ muội là tỷ tỷ của hắn. Giữa bọn muội là duyên phận tỷ đệ thôi. Hay cho câu duyên phận tỷ đệ. Này, huynh đệ sao nữa rồi? Huynh đệ của huynh à, huynh muốn đi tiện. Vậy thì huynh cố chịu đựng đi. Huynh đừng quên lời dặn của bà huynh đó. Tại sao đệ vừa nói như vậy thì huynh càng muốn đi? Đệ không giúp được gì cho huynh đâu. Liên tỷ, tỷ nghe đi, ai đang đi lại dưới khoang thuyền vậy? Hai người họ đang làm gì vậy? Này, có cho người ta ngủ không đó? Nhưng huynh... Biểu ca, đừng nói là đệ không giúp huynh nha. Sư phụ đã dạy cách nhịn đi tiện cho đệ. Này, đệ có cách sao không mau nói ra đi? Huynh muốn biết thật hả? Huynh thật sự nhịn đến chịu hết nổi rồi. Qua đây, qua đây. Chúng ta ngủ đi. Đừng nhìn ta như vậy. Ta qua đây là để trông chừng hai đứa các con đó. Mama sợ chúng con hồng hạnh nhảy tường sao? Ngày thường ta vừa nằm xuống thì đã ngủ rồi. Tại sao hôm nay lăn qua lộn lại mà không ngủ được? Con thấy Mama mới là người hồng hạnh nhảy tường đúng hơn. Nói nhảm. Nè, à,
Huynh đệ, huynh đệ, để cho huynh sợi dây này để làm gì? Trước tiên huynh hãy dùng sợi dây này buộc chặt đường thoát nước của huynh đi. Sau đó thì trồng chuối. Đạo lý nước chảy đến nơi thấp, huynh có hiểu không vậy? Trăm lần thử trăm lần linh nghiệm đó. Nhưng ai giúp huynh đây? Chuyện này huynh tự làm lấy đi, nếu không thì không linh đâu. Mau đi đi, mau đi đi, nhịn hết nổi rồi mà, mau đi đi. Họ đang làm gì vậy? Chúng ta nghe thử đi. Cảm thấy thế nào? Đại đừng nói nha, đỡ hơn nhiều lắm rồi, thật không? Vậy thì huynh giữ yên lặng như vậy, để ngủ trước đi. Này, huynh nhớ kỹ, huynh phải trồng chuối thêm một lát, nếu không nước không thể chảy xuống đâu. Được rồi. Các con nghe thấy gì vậy? Làm gì vậy? Mọi người đang làm gì vậy? Đang làm gì đó? Tỷ đang luyện công với muội ấy. Luyện công hả? Luyện công? Luyện công hả? Chúng ta cùng luyện đi. Được, chúng ta cùng luyện đi. Được rồi, ngày mai bọn muội mới luyện nha. Trở về phòng ngủ đi. Đúng rồi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Mau về phòng đi, nhanh lên về phòng đi. Ngày mai hãy luyện. Muội cũng muốn luyện. Bọn họ không cho chúng ta luyện, chúng ta sẽ luyện ở đây. Ở đây hả? Cũng được. Được lắm. Tại sao mama còn đứng ở đây? Mau về phòng ngủ đi. Đi 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 đi. Các con đang làm gì ở đây vậy? Luyện công đó. Họ đang làm gì vậy? Sao rồi, sao rồi? Trồng chuối đi, nhanh lên, nhanh lên. Quân thật sự chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi cũng phải chịu. Nếu không thì sẽ bị đuổi khỏi Hồng Thuyền đó. Dù có bị đuổi khỏi Hồng Thuyền, huynh cũng phải đi tiện. Đừng, đừng, đừng. Chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi. Này, mở cửa đi. Mở cửa. Các vị nữ Bồ Tát, cứu tam cước này với. Các vị tỷ muội dậy đi, dậy luyện công đi. Mới sáng sớm thì đã bị đệ làm ồn rồi. Đó là tỷ muội trên Hồng Thuyền đang luyện công. Người ta cũng biết luyện công đó. Huynh nhìn lại huynh đi. Chuyện gì cũng so sánh với huynh, phiền thật. Trời ơi, mua gì vậy? Khai chết đi được. Đệ còn dám nói hả? Hôm qua xém chút huynh đã bị đệ hại chết rồi. Đệ đã làm gì nào? Bí quyết nhịn đi tiện gì của đệ vậy? Hôm qua vừa trồng chuối không bao lâu thì huynh đã bị đau thấu tim rồi. Huynh muốn đi nhà xí một lát, nhưng cửa khoang lại bị họ khóa mất. Cho dù không bị khóa lại, huynh cũng không được đi tiện ở đó mà. Đệ còn nói hả? Nếu huynh không thể mở cái nơi con bướm đó ra thì kiếp này huynh phải tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Đáng đời. Đệ Lục Tử Phong này xem đệ là huynh đệ, nhưng đệ là cố ý trêu chọc huynh. Điều này gọi là trừng phạt huynh đó. Lục Tử Phong này chỉ là một phàm phu, ăn ngủ cốc tạp lương, đi cầu đi tiểu, cắn răng xì hơi thất tình lục dục, trần căn chưa tỉnh khó mà thành Phật. Lần này đệ hài lòng rồi chứ?
Huynh cũng giỏi thật đó. Đệ nói đúng, Lục Tử Phong này chính là hạng người tăng không ra tăng, tục không ra tục, cả đời sẽ là như vậy đó. Ây da, đại tiện cũng đến rồi, có cần nút ve không vậy? Chỗ đệ cũng có đây. Cũng đến nhanh thật, tại sao vẫn còn khóa lại? Mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa cái gì tỷ tỷ, mở cửa cái gì tỷ tỷ. Được rồi, được rồi, mau đi uống trà đi. Tối hôm qua có phải trời mưa không? Tiếng sột soạt lớn lắm đó. Mama cũng thật là, trời mưa gì mà có tiếng lớn như vậy? Đúng là mưa rất lớn. Mama đó, đi tiểu về trời mưa cũng không thể phân biệt rõ ràng. Đúng rồi, chắc chắn là hòa thượng tên Tam Cước. Hắn nói nửa đêm hắn phải thức dậy đi tiểu, ta không cho phép. Vậy mà còn dám tiểu trong khoang sao? Ta không đuổi hắn xuống thuyền mới là lạ. Mama cũng thật là, Mama đã đặt ra quy tắc ban đêm không được đi tiểu, điều này có ai chịu đựng được không? Hơn nữa, nếu Mama biểu người ta xuống thuyền, có phải quá đáng lắm không? Mama, tối hôm qua hắn đã cửa quậy gần nửa đêm rồi, con còn tưởng hắn đã chết rồi chứ. Là người có ai mà không đi đại tiểu tiện? Mụ cũng nghe thấy hả? Mụ nghe thấy gì nào? Mở cửa đi, mở cửa đi, cứu tôi với. Tiếng gì vậy? Mở cửa đi, mở cửa đi. Huynh thật sự chịu hết nổi rồi. Hình như là Tam Cước đang kêu, cứu con với. Thật đó, đúng là Tam Cước đang kêu. Chết rồi, tôi quên mở cửa thả họ ra, sắp xảy ra án mạng rồi. Người nóng ruột gì vậy? Người sao rồi? Người đang làm gì vậy? Nhà xí ở đâu? Cảm ơn. Người... Các vị tỷ tỷ cùng đi nhà xí đó hả? Nhà xí ở đây nhỏ lắm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi muốn lợi dụng Mai Hoa tỷ tỷ phải không? Ngươi tưởng muốn lợi dụng tỷ muội trên hồng thuyền này dễ lắm sao? Mai Hoa tỷ tỷ bị thiệt thòi, tức là tỷ muội trên hồng thuyền chúng ta bị thiệt thòi. Mai Hoa tỷ tỷ chịu thiệt thòi gì rồi? Ngươi có tỷ muội lên đi. Cấp vị tỷ tỷ, cấp vị tỷ tỷ xin tha mạng, đừng. Tỷ tỷ cứu đệ với, đàm chí cứu huynh với, đàm chí cứu huynh với, cứu huynh với. Cấp vị tỷ tỷ tha cho huynh ấy đi. Hắn có ý đồ lợi dụng Mai Hoa tỷ tỷ, tha cho hắn hả? Không dễ như vậy đâu. Huynh không có, không có. Cả tỷ muội ném hắn xuống sông đi. Được, đi nào, tha cho đệ đi. Này có gì từ từ nói đi, đừng, tuyệt đối đừng ném đệ xuống sông nha. Cẩn thận Tam Cước, cẩn thận Tam Cước.